Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Một lần nữa tôi xin thân ái gửi lời chào đến thầy quý bà chị em. Buổi sáng nay tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là hãy để Chúa mở mắt bạn. Thưa quý bà chị em, ngoài một thế giới vật lý mà chúng ta có thể thấy bằng mắt và nghe bằng tai, thì còn có một cái thế giới thuộc linh rất thật mà mắt thường này chúng ta không thể nhìn và nghe được. Chỉ khi chúng ta có một sự khao khát, chúng ta tìm kiếm Chúa, thì Ngài sẽ mặc khải chúng ta những điều kỳ diệu trong thế giới thuộc linh đó. Có những điều mà chúng ta không thể nắm, không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, không thể tiếp cận được bằng những giác quan của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có một thế giới khác đang tồn tại song song với thế giới vật chất mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Buổi sáng nay tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài mở mắt cho tâm linh của mỗi chúng ta, để chúng ta được nhìn thấy ở trong tâm linh có những cái gì nó đang hành động, để chúng ta có thể biết và chúng ta có thể cầu nguyện và chúng ta có thể giải quyết được từ gốc rễ của thuộc linh. Thưa quý bà chị em, có một câu chuyện rất thú vị ở trong Dân Sự Ký đoạn thứ 22, nói về một vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Và đang khi vị tiên tri này trên đường đi rủa sả dân Israel của Chúa, thì vị tiên tri này đã bị một thiên sứ của Chúa đứng cản đường. Và cái con lừa nó nhìn thấy thiên sứ của Chúa và nó đã nép qua một bên và khiến cho cái chân của Balaam bị kẹt ở trong vách tường. Và Balaam đã lấy cái gậy đánh con lừa này và nói rằng là tại sao mày lại như thế này. Nhưng mà sau đó thì thiên sứ của Chúa đã mở mắt cho Balaam và Balaam thấy được thiên sứ đang cầm một cây gươm ở trong tay. Và thế là Balaam đã quỳ gối xuống. Thưa quý bà chị em, cái câu chuyện này cho chúng ta một bài học. Đó là có những cái điều mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần ngọn mà chúng ta không nhìn thấy phần rễ. Cũng giống như Balaam ở đây, ông chỉ nhìn thấy con lừa nó đang né qua một bên, hoặc là nó không chịu vâng theo ý của mình và ông chỉ đánh nó. Ông chỉ xử lý cái phần xác thịt thôi. Nhưng mà về phần tâm linh, tức là thiên sứ của Đức Chúa Trời, thì ông không nhìn thấy. Thưa quý bà chị em, ngày hôm nay chúng ta đôi khi mình không nhìn thấy cái vấn đề gốc rễ, nhưng mà chúng ta chỉ đang xử lý cái phần ngọn, cái phần mà chúng ta đang chỉ nhìn thấy bằng mắt mình mà thôi. Do đó ở trong Thi Thiên đoạn thứ 119 câu thứ 18, lời của tác giả nói rằng là xin Chúa mở mắt tôi để tôi có thể nhìn thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Thưa quý bà chị em, nếu chúng ta không được Chúa mở mắt tâm linh của chúng ta, không được Chúa Ngài mở lỗ tai của chúng ta, không được Chúa mở những cái giác quan thuộc linh của chúng ta, thì chúng ta sẽ khó có thể nào có thể tiếp cận được với lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa không phải chỉ đơn thuần là cái cuốn sách này quý mài cho em. Cái cuốn sách này nó còn hơn thế nữa, đó là sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên khi tác giả của Thi Thiên 119 đọc Kinh Thánh và ông thấy rằng là nếu không bởi sự mở mắt của Chúa thì ông không nhìn thấy được sự lạ lùng ở trong lời của Chúa. Sự khác biệt giữa một người đọc lời của Chúa được Chúa soi sáng với một người đọc lời Chúa mà không được sự mở mắt tấm lòng của mình khác xa nhau hoàn toàn. Thưa quý mời cho em, người không được Chúa mở mắt thì họ có thể đọc Kinh Thánh và họ chỉ tiếp nhận kiến thức, họ chỉ tiếp nhận thông tin. Nhưng mà người được Chúa mở mắt lòng thì người đó sẽ được nhận lãnh sự sống của Chúa, tâm linh người đó được lớn lên bởi vì người đó hiểu lời của Chúa. Khi nãy chúng ta nghe một sư bụ nói về Hoàng Quang ở Thiêu Bi, khi ông đọc sách tiên tri Esai, ông không hiểu được. Và thế là Chúa dùng Philip để cắt nghĩa cho Hoàng Quang người Thiêu Bi hiểu được rằng đó chính là nói về Chúa Giêsu Christ. Và ông đã tiếp nhận Chúa Giêsu và làm ấp tem ở trong ngày hôm đó. Ông được cứu rỗi trong ngày hôm đó. Quý mài chị em ơi, chúng ta thấy không ạ? Đó là phước hạnh của một người khi mà được Chúa Ngài mở mắt tâm linh để có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài mở mắt tâm linh của từng ông bà chị em, cũng giống như cách mà Chúa đã từng mở mắt tôi trước đây để tôi có thể đọc và hiểu lời của Chúa. Tôi đã phải tốn thời gian cả mười mấy năm trời để ngồi mài mòn ghế nhà thờ từ bên Công giáo cho đến Tin Lành, nhưng mà không hiểu được lẽ thật của Ngài. Ở đây tôi không phải là nói về các tôn giáo đó họ làm gì với tôi, nhưng mà tôi đang nói về cái thực trạng mà tôi đã từng trải qua. Tôi đã lãng phí thời gian mười mấy năm như vậy
Bởi vì tôi không hiểu được rằng là tôi cần phải cầu nguyện xin Chúa mở mắt tâm linh của mình để mình có thể hiểu lời của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Khi chúng ta hiểu được lời của Chúa là lẽ thật quyền năng thì lẽ thật của Chúa sẽ buông tha giải phóng chúng ta. Cái từ buông tha ở đây đó là cho chúng ta được sự tự do ở trong tâm linh để chúng ta có thể làm theo lời của Chúa, để chúng ta có thể thấy được phương hướng, thấy được mục đích của chúng ta, thấy được cái hướng đi mà chúng ta cần phải đi theo sự dẫn dắt của Ngài, hầu cho đời sống của chúng ta được mỗi ngày được phước hơn và được trở nên giống Chúa càng hơn. Ở trong Ê-sai đoạn 50 câu thứ 4, đây lại là một câu nói khác của tiên tri Ê-sai nói về sự mở lỗ tai. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người để dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Ở đây Chúa nói rằng là tiên tri Ê-sai nói rằng là Chúa đã đánh thức tai của ông để nghe lời Ngài dạy. Như vậy thì ở đây cái lỗ tai của Ê-sai không phải là lỗ tai này, nhưng mà là lỗ tai tâm linh. Mắt này không phải là mắt có thể đọc lời của Chúa, nhưng mà mắt lòng của chúng ta, mắt tâm linh của chúng ta. Chúng ta trở lại với giáo lý căn bản ngày xưa chúng ta có học trước khi chúng ta chịu thánh lễ báp têm. Con người của chúng ta có ba phần đúng không ạ? Phần gì ạ? Phần xác, rồi phần hồn và phần linh. Nhưng mà tôi thích định nghĩa thế này, con người của chúng ta đó là một tâm linh có hồn và có xác. Chứ con người của chúng ta không phải là xác rồi có hồn và linh, nhưng mà con người của chúng ta thật sự đó quý vị, đó là một tâm linh có phần hồn và phần xác này. Như vậy con người thật của chúng ta đó, đó là bên trong chứ không phải là bên ngoài đúng không ạ? Tại vì sau khi chúng ta chết rồi thì cái phần linh hồn của chúng ta đó nó vẫn có những cái cảm giác của nó vẫn có những cái giác quan của nó, và nó vẫn có một cái thân thể tâm linh. Như vậy thì chúng ta cần kích hoạt những cái giác quan tâm linh của chúng ta từ bên trong tâm linh của mình để chúng ta có thể tiếp cận được với Đức Chúa Trời là thần linh. Thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta nói cùng với ngươi đều là thần linh và sự sống. Như vậy thì để chúng ta có thể tiếp cận được với lời của Chúa, chúng ta có thể tiếp cận được với nguồn quyền năng về sống vô hạn trong lời của Chúa, thì chúng ta cần có khả năng để chúng ta tiếp cận trong tâm linh của chúng ta. Cần có những giác quan thuộc linh để chúng ta có thể đọc, thấy, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể thậm chí ngửi được mùi thơm của Đấng Christ, và chúng ta có thể cảm nhận được sự đụng chạm của Chúa ở trong tâm linh của chúng ta nữa quý bà chị em. Khi tôi trải qua những cái sự phước hạnh này, tôi thấy thật sự theo Chúa đó là một con đường của phước hạnh. Nó không còn nhàm chán, không còn cảm thấy mệt mỏi trong mỗi khi mà mình cầu nguyện với Chúa nữa, không còn cảm thấy nặng nề mỗi khi mình thờ phượng Chúa nữa, nhưng mà mỗi giây phút mà mình đến với Chúa đó là một giây phút rất là ngọt ngào và phước hạnh, bởi vì đó là lúc mà mình được đến với vua của vua và Chúa của Chúa. Quý mà chị em ơi, khi mà chúng ta được ra mắt vua và chúng ta được ơn ở trước mặt vua và vua đó ban thưởng chúng ta cảm thấy vui không? Tôi thường hay coi phim kiếm hiệp lúc còn nhỏ đó. Mỗi khi mà ông vua mà ông ban ơn cho một quần thần nào đó thì người đó nói đội ơn bệ hạ. Họ vui lắm. Quý mà chị em ơi, chúng ta có vua Giê-xu, Ngài còn tốt lành hơn bất cứ một vị vua nào ở trên thế gian này. Và khi chúng ta ra mắt vua của chúng ta thì Ngài luôn ban ơn chúng ta đúng không ạ? Ngài không chém đầu chúng ta đâu, Ngài không trừng phạt chúng ta đâu. Bởi vì thời kỳ này là thời kỳ của ân điển, Ngài vẫn còn thời gian để cho chúng ta được ăn năn và được thay đổi. Cho nên hãy dạng dĩ đến gần với Chúa thưa quý mà chị em. Và hãy tin chắc rằng là mỗi khi chúng ta đến với Chúa, Ngài sẽ không bỏ chúng ta ra ngoài và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Buổi sáng hôm nay nếu có anh chị em nào chúng ta đến đây với một tấm lòng đầy dẫy những nan đề, đầy dẫy những ưu tư lo lắng, tôi có một tin vui dành cho quý bà chị em. Đó là Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước và Ngài sẽ biến đổi đời sống và hoàn cảnh của quý bà chị em buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa.
Khi ông bà chị em chúng ta khao khát Chúa và chúng ta tìm kiếm Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Ngài khi chúng ta tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Chúng ta hãy hướng tấm lòng của chúng ta về cõi đời đời và hãy ham mến cái sự ở trên trời, đừng ham mến cái sự ở dưới đất, bởi vì những sự ở dưới đất chỉ là tạm bợ và những sự ở trên trời là đời đời không cùng. Côlôse đoạn 3 câu 1 cho đến câu 2 nói như vậy. Bằng các giác quan vật lý của chúng ta, ngũ quan đó là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác, con người chúng ta không thể nào có thể tiếp cận được với thế giới thần linh vô hình. Có một lần kia Môi-se đã cầu nguyện với Chúa và nói rằng là Chúa ơi, xin hãy cho con được nhìn thấy Chúa. Và Chúa ngài nói rằng là ngươi không thể nhìn thấy ta được, bởi vì nếu mà cái ngươi nhìn thấy ta đó, ai nhìn thấy ta đó thì người đó sẽ chắc chắn phải chết. Như vậy thì cái xác thịt của chúng ta không thể nào có thể tiếp cận được, hay là chúng ta trực tiếp để chúng ta có thể nhìn thấy được Chúa một cách trực tiếp. Nhưng mà chúng ta trong sự bao bọc của danh Chúa Jesus Christ thì chúng ta sẽ được tiếp cận với Đức Chúa Trời và chúng ta được đến với Chúa, thờ phượng Ngài qua danh của Chúa Jesus Christ. Do đó Đức Chúa Trời ngài đã đem Môi-se vào trong một cái bọng đá và tại đó Môi-se đã nhìn thấy hình ảnh và cũng như là cái vạt áo, cái trôn áo của Chúa đi ngang qua ông và sự vinh quang của Chúa từ trong cái bọng đá đó. Bọng đá đó tượng trưng cho Chúa Jesus Christ, hình bóng cho Chúa Jesus Christ ngày hôm nay. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong danh của Chúa Jesus Christ thì chúng ta sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chúng ta có thể tiếp cận được một cách gián tiếp trong sự vinh quang đó. Chúa Giêsu lại nói với Nicodem rằng là nếu một người chẳng sanh lại thì không thể nào thấy được Đức Chúa Trời. Đây lại là một khái niệm khác về sự kích hoạt những giác quan tâm linh của chúng ta. Chúng ta cần phải được Chúa Thánh Linh ngài sanh lại chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được ở trong lĩnh vực tâm linh có nhiều cái điều nó xảy ra mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Bây giờ tôi nói về cái thế dục thể của chúng ta đó quý mài chị em. Có nhiều điều mà chúng ta không thể nhìn thấy được nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng nó có. Tôi ví dụ không khí chúng ta đang thở tại đây, chúng ta không nhìn thấy khí oxy, chúng ta không nhìn thấy khí CO2 đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn tin có nó, bởi vì qua kính hiển vi chúng ta thấy được cái phân tử oxy, cái nguyên tử oxy nó như thế nào. Ngày hôm nay thế giới cũng rất là sợ hãi trước một loại virus rất là nhỏ bé có tên gọi là corona. Tôi hỏi quý vị rằng ở đây có ai đã từng nhìn thấy mắt của mình đó, cái con corona nó như thế nào không? Không ai nhìn thấy cái con corona trực tiếp bằng mắt đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta làm sao mà mình tin rằng có nó? À, thấy người ta dậy chết đúng không ạ? Thấy người ta ho, thấy người ta có những cái triệu chứng bày tỏ ra. Và ngày hôm nay thưa quý mời chị em, cái con corona đó không phải kính hiển vi nào cũng có thể nhìn thấy được nó. Nhưng mà chỉ có cái loại kính hiển vi điện tử đặc biệt ở bên Mỹ mới có. Người ta mới nhìn thấy được cái con corona đó, người ta chụp hình, người ta đưa lên thế giới. Chứ không phải là ở Việt Nam ai cái máy nào cũng có thể thấy được. Nó nhỏ như vậy đó quý mời chị em. Đó là trong thuộc thể đó nha, tôi chưa nói gì thuộc linh. Thuộc thể chúng ta chưa nhìn thấy. Chưa nhìn thấy con virus đó mà chúng ta còn bị hoảng loạn bởi vì cái con virus như vậy. Rồi khi chúng ta nhìn vào trong vũ trụ, chúng ta nhìn thấy tối thui ở đó đúng không? Nhưng mà cho đến gần đây quý mài chị em ơi, những nhà mà thiên văn học đó, họ nghiên cứu về vũ trụ đó, họ mới phát hiện rằng là ở trong cái khoảng không vũ trụ như vậy, nó có những cái hạt rất là nhỏ gọi là hạt vũ trụ. Những cái hạt đó nó cấu tạo nên những cái lỗ đen vũ trụ, mà khi mà một hành tinh hoặc là một cái thiên thạch nào đó mà đi vào trong cái lỗ đen đó là sẽ mất tích luôn. Người ta khám phá được lỗ đen vũ trụ là bởi vì có vô tình có một nhà thiên văn đã nhìn thấy ánh sáng đang chiếu thẳng như thế này, tự nhiên nó bị bẻ cong. Và ông nhìn vào ông thấy rằng là cái khoảng trống đen thui như vậy đó, đó là một cái lỗ đen vũ trụ. Và từ đó người ta khám phá ra nhiều hơn, ở trong vũ trụ này có nhiều cái lỗ đen lắm. Và không biết rằng là cái lỗ đen đó là nó dẫn đi đâu hoặc là nó hoạt động như thế nào người ta cũng không biết được.
Wow, như vậy mình thấy rằng là trong thuộc thể này có nhiều cái điều mà con người chúng ta không hiểu hết. Thì làm sao mà chúng ta dám nói rằng là không có thần thánh, không có Đức Chúa Trời, không có ma quỷ được quý mà chị em. Khi chúng ta nói về những cái vật chất mà chúng ta đang có tại đây mà chúng ta còn chưa hiểu được hết, thì chúng ta đã vội vàng chúng ta phủ nhận rằng là không có thần linh gì cả. Đó là một cái sai lầm rất là khủng khiếp. Trở lại với Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là ở đây Ba-la-am hoàn toàn mù loà với sự hiện diện của thiên sứ Đức Chúa Trời. Và nếu thiên sứ của Chúa có thật thì ma quỷ có thật không quý mà chị em? Nó chính là kẻ gây ra mọi đau khổ, mọi đổ vỡ, mọi cái tổn thương, mọi cái bệnh tật, mọi cái sự rủa xả, đau đớn ở trên thế giới ngày hôm nay. Không phải là do bởi vì cái tổ chức nào đó, hoặc là do cái quan điểm chính trị nào đó, hoặc là do một cái đất nước nào đó mà cái nan đề gây ra. Quý bà chị em ơi, con người của chúng ta nhân chi sơ tính bổn thiện. Không ai là ác cả, nhưng mà có một kẻ nó đang dùng con người như con rối trong tay của nó, đó là ma quỷ. Nó khiến cho nước này nghịch cùng nước kia, khiến cho nhà này xung đột với nhà nọ, con người đấu đá với nhau. Và người ta cứ đổ lỗi cho nhau, đó là ma quỷ, đó là ma quỷ. Nhưng mà thật ra ma quỷ đứng đằng sau lưng họ, họ không biết. Chỉ cho đến khi mắt lòng mở ra, họ mới thấy được, cái vấn đề đây là mình phải xử lý ma quỷ chứ không phải xử lý con người. Ở trong sách Khải Huyền có một phân đoạn Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời Ngài sai một thiên sứ từ trời xuống để mà giam Satan và quỷ sứ nó ở trong vực sâu trong 1000 năm. Và trong 1000 năm đó thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không có sự chết, không có bệnh tật, không có đau đớn gì nữa cả. Vậy thì qua Kinh Thánh chúng ta thấy rằng là ma quỷ chính là kẻ gây ra mọi nan đề đau khổ trên thế giới này, đúng không quý mài chứ? Khi ma quỷ bị giam ở trong vực sâu thì thế giới bắt đầu hòa bình trở lại. Phương Tây và phương Đông hòa bình với nhau, không còn chiến tranh, không còn lộn lạo gì cả. Và nếu mà chúng ta biết được rằng là ma quỷ là kẻ gây ra mọi nan đề như vậy, chúng ta sẽ cầu nguyện khác. Chúng ta sẽ xử lý với ma quỷ, chứ chúng ta không xử lý ở trong thuộc thể của chúng ta. Một buổi sáng nọ khi mà vợ tôi đang nằm bên cạnh tôi, các con tôi nằm ở giữa tôi và vợ tôi. Tôi nằm ở đây, vợ tôi nằm ở đây. Và sáng đó vợ tôi mở mắt dậy. Thì khi mà nàng vừa mở mắt dậy, thấy có một cái nòng súng rất là to, giống như súng đại bác vậy đó. Nó chỉ thẳng vô chỗ vợ tôi nằm, chỉ thẳng vào trong cái chỗ vợ con tôi đang nằm như vậy. Vợ tôi sợ quá và quay qua nhìn thấy tôi đang nằm bên kia. Và vợ tôi cầu nguyện, cầu nguyện trong thầm trong lòng thôi, không biết là cái chuyện gì. Mở mắt ra nhìn lại, không thấy. Xong nhắm mắt lại, mở mắt ra lại nhìn thấy một cái nòng súng rất là to, giống như là khẩu đại bác, nó chỉ thẳng vô mình như vậy. Và vợ tôi sáng hôm đó thức dậy và rất là hoang mang, không biết cái chuyện gì. Và tôi cũng không hiểu được cái đó là cái gì. Tôi cùng với vợ tôi cầu nguyện, lạy Chúa trong danh Chúa Jesus Christ, con quỷ phá tất cả những cái điềm gỡ, những cái xấu xa, những cái gì mà nó thuộc về ma quỷ và nó đang tấn công chúng con. Cảm ơn Chúa rằng sau đó thì con trai tôi nó đi lên cầu thang, và lúc đó khoảng 11 giờ hơn rồi, nó cũng buồn ngủ rồi. Bình thường thì con trai tôi hay lên xuống cầu thang đó không có chuyện gì hết. Nhưng mà hôm đó không biết sao đó mà nó trượt chân hay trượt tay sao đó, rồi nó té từ trên cao té xuống. Nhưng mà cảm ơn Chúa là không sao hết. Vợ chồng chúng tôi chỉ lo rằng là không biết là nó có bị gãy tay gãy chân hay là bị cái chấn thương gì không. Nhưng cảm ơn Chúa là nó hoàn toàn bình thường không sao. Sau đó vài ngày tôi mới chợt nhớ rằng trước đó vợ tôi đã nhìn thấy có một cái họng súng rất là to chỉ thẳng vào trong gia đình của chúng tôi như vậy. Và tôi chợt nhớ đến câu thánh ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 57. Chà, xin lỗi, không phải 57. Ê-sai đoạn 54 câu 17. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thành lợi, và ngươi sẽ đình tội mọi lửa dấy lên để xét đoán ngươi. Đây là một lời hứa mà Đức Chúa Trời Ngài hứa rằng là những cái binh khí chế ra nghịch cùng với chúng ta sẽ không được thành lợi. Tức là nó không có được thuận lợi ở trong cái việc mà làm tổn hại chúng ta.
Vậy thì khi chúng ta biết được lời của Chúa, chúng ta công bố trong danh Jesus Christ, tất cả những cái binh khí này, tất cả những cái vũ khí của ma quỷ đã chết, đã nghịch cùng với gia đình của chúng con, trong danh Jesus Christ nó phải bị hủy phá đi, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ bị vô hiệu hóa. Và cảm ơn Chúa rằng là cho dù cái chuyện đó nó xảy ra, bởi vì chúng tôi không biết rõ, nhưng mà Chúa vẫn sai thiên sứ của Ngài để bảo vệ và gìn giữ con trai của tôi. Thưa quý bà chị em, có những cái bệnh tật hoặc là có những cái nan đề nó xảy ra trong đời sống của chúng ta mà nó thường xuyên xảy ra, chúng ta hãy cầu nguyện khác đi. Đừng cầu nguyện xin Chúa chữa lành, nhưng mà hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài mở mắt con để con nhìn thấy được có kẻ nào nó gieo cái bệnh tật này ở trong đời sống con hay không. Tôi đã từng cầu nguyện cho rất là nhiều người được chữa lành. Có nhiều khi tôi cầu nguyện là họ được lành ngay. Có trường hợp cầu nguyện được lành xong về đến nhà bị tái lại và trở lại cầu nguyện. Cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện lại, cầu nguyện đi, cầu nguyện lại như vậy. Cũng có trường hợp đó là cầu nguyện xong không được lành nhưng mà về nhà được lành. Và có những trường hợp mà cầu nguyện không được lành thì có lần kia tôi được Chúa Ngài mặc khải cho rằng là cái này không phải là bệnh thể chất nhưng mà là bệnh tâm linh. Và tôi cầu nguyện trong danh Chúa Christ, tà linh ma quỷ mày phải lui ra khỏi người này. Cảm ơn Chúa, người này được giải phóng, được chữa lành, được tự do. Thưa quý bà chị em, xin Chúa Ngài cho chúng ta được kinh nghiệm quyền năng của sự sống lại của Chúa, để tất cả giác quan tâm linh của chúng ta trước giờ đó nó được kích hoạt và nó được nhạy bén với Chúa. Xin Chúa Ngài cho lòng của chúng ta có thể được cảm nhận sự hiện diện của Ngài, cho mắt của chúng ta có thể thấy được Ngài. Xin Chúa Ngài mở lỗ tai của chúng ta để chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Ngài. Xin Chúa Ngài cho đời sống của chúng ta được cảm nhận được sự đụng chạm của Chúa trong buổi sáng này, để quý vị sẽ không phải là những tín đồ mài mòn ghế nhà thờ giống như tôi trước đây, nhưng mà chúng ta sẽ có thể dạn dĩ để đứng lên trong ơn của Chúa, và chúng ta sẽ bước đi phục vụ Chúa, kết quả cho Chúa. Không phải là lính kiển nữa, nhưng mà là chúng ta sẽ là những lính chiến trường chờ Chúa Giêsu Christ, những người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Chúng ta vốn được sinh ra trong một thế giới đầy tội lỗi, nhưng mà chúng ta không cảm nhận được những tội lỗi đó cho đến khi chúng ta được Chúa Ngài tái sanh và chúng ta trở lại với Chúa. Chúng ta thấy rằng là những điều đó chẳng bình thường chút nào hết. Tôi ví dụ, trước đây chúng ta có thể thích hút thuốc lá, chúng ta nghe cái thuốc lá đó mình cảm thấy thơm, mình cảm thấy thèm nó. Nhưng mà có người đã được Chúa Ngài biến đổi, và khi họ cầm lại cái điếu thuốc lá đó, họ ngửi cái mùi thuốc lá, họ cảm thấy nó rất là khó chịu và nó không còn thơm như trước đây nữa. Mới tuần vừa rồi tôi gặp một người anh em ở Tây Ninh, người này mới tin Chúa thôi. Người này làm chứng rằng là lạ quá, trước đây á, tôi nhậu là tôi không có bao giờ mà tôi gọi là tôi biết dừng hết á. Tôi nhậu là tôi nhậu đã luôn, ăn mồi là cũng ngon lành, nó không có cái gì hết. Mà sao lạ quá, dạo này tôi cầm cái ly rượu vô tôi cảm thấy nó không còn ngon nữa, ăn mồi cũng không còn cảm thấy giống như thèm như trước đây nữa. Và chúng tôi cười bởi vì có anh này đã được Chúa Ngài tái sanh rồi, anh này được Chúa Ngài biến đổi rồi. Mà anh không biết, anh có Chúa rồi, nhưng mà anh giống như là theo thói quen đó, là vẫn còn xã giao với bạn bè một chút, nhưng mà khi ngồi vào đó thấy bia rượu và bia bọt đó không còn hấp dẫn với mình như trước đây nữa. Thưa quý bà chị em, khi chúng ta trở lại với Chúa thì chúng ta sẽ được lột xác, chúng ta được thay đổi, chúng ta không còn mê đắm ở trong những cái thói quen tội lỗi, những cái gì mà chúng ta đã từng yêu thích ở trong cái sự ô uế trước đây. Có những anh chị em khi chúng ta chưa tin Chúa đó, chúng ta chưa biết Chúa đó, chúng ta đi ở chùa, đi miễu, chúng ta đốt nhang, thắp hương rất là nhiều, chúng ta thấy cái mùi nhang, mùi hương nó thơm lắm. Nhưng mà đến khi mà tin nhận Chúa Giêsu rồi, được Chúa Ngài thay đổi rồi, mình ngửi là cái mùi đó mình cảm thấy nó rất là hôi và khó chịu, đúng không ạ? À, đó là lúc mà chúng ta được đổi mới ở đâu quý mà chị em. Chúng ta không còn sống ở trong cái giác quan cũ của mình nữa, nhưng mà chúng ta được Chúa Ngài cho có một cái giác quan mới, đó là chúng ta được nghe và thấy và ngửi được những gì nó thuộc về bản chất thật.
Chúng ta là người thánh của Chúa, chúng ta có thể ngửi được mùi thơm của Đấng Christ, chúng ta có thể ngửi được mùi của sự sống, chúng ta có thể ngửi được sự hiện diện của Chúa, cái sự thơm tho, sự thánh sạch ở trong nhà của Chúa. Và chúng ta thậm chí cũng có thể ngửi được cái mùi của sự chết ở ngoài thế gian nữa. Chúng ta có thể biết được cái nơi nào ô uế, cái nơi nào không sạch, cái nơi nào nó tối tăm, chúng ta có thể cảm nhận và biết ngay. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài cho tâm linh của chúng ta được đổi mới ở trong vinh quang của Chúa Giêsu Christ mỗi ngày, để chúng ta được có thể phục vụ Chúa kết quả càng hơn và xứng đáng ở trong nhà của Chúa. Có một cái quan điểm của những người truyền thống đó, họ nói rằng là những người mục sư phục vụ Chúa thì cần phải không có tật gì hết, thậm chí là bị cận thị như thế này cũng không được phép làm mục sư. Bởi vì họ căn cứ ở trong Lê Vi Ký đoạn 21 câu 16 cho đến 21 á. Tôi sẽ đọc lời của Chúa cho quý vị nghe nha, để xem có hợp lý không nha. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn mà rằng: Phàm ai trong dòng họ ngươi, trải các đời, có một tật bệnh trong thân thể, chớ đến gần mà dâng vật thực cho Đức Chúa Trời mình. Phàm ai có một tật không được đến gần như đây: người mù, què, xẹp mũi hay là tứ chi không đều, người gãy chân hay là gãy tay, người có bú hay là lỏng khổng, có vảy cá mắt hay là có gãy chốc, có lát hay là có hòn nan dập, phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn có tật trong mình không được đến gần dân của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình thì không được đến gần dân vật thực cho Đức Chúa Trời của mình. Ở đây họ nói rằng là người có tật như là mắt, mũi, miệng, tay, chân gì đó, tứ chi mà không đều thì không được phép phục vụ Chúa. Những lời này được chép ở trong sách Lê Vi Ký, nó thuộc về luật pháp của Môi-se, nó là thuộc về Cựu Ước. Và chúng ta biết rằng là Cựu Ước đó là bóng, còn hình là ở trong Đấng Christ. Như vậy thì chúng ta không thể nào dùng những lời văn tự này ở trong luật pháp cũ để chúng ta áp dụng ở trong thời đại mới của Tân Ước. Mà chúng ta phải hiểu như thế này: cái người mù đó là cái người không nhìn thấy được những khải tượng, không được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Người mù đó là họ mù lòa với cái sự hiện diện của Chúa. Và nếu một người mà không nhìn thấy Chúa, không kinh nghiệm được Chúa, không có một cái sự nhạy bén với Chúa thì làm sao phục vụ Chúa được. Cho nên đây là một cái sự dạy dỗ mà nó mang nghĩa bóng cho chúng ta là những người phục vụ Chúa sau này. Què là sao quý mời cho em? Què đó là người không có khả năng để bước đi với Chúa. Què tức là cứ ngồi chỗ mà Chúa kêu đi truyền giáo nhưng mà không đi, và muốn đi cứ đi cũng không được luôn. Thì đó là lúc mà chúng ta cần Chúa ngài chữa lành cho cái chân thuộc linh của chúng ta. Rồi tứ chi không đều nói về cái việc đó là chúng ta bị mất quân bình ở trong thuộc linh, và chúng ta không có sức mạnh để chúng ta phục vụ Chúa được. Rồi có lát nói về ghẻ chốc, và lát nói về những sự ô uế. Có những cái ô uế nào đó chắc chắn là đời sống người đó sẽ không thể nào nhìn thấy Chúa được, bởi vì phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Nếu mà có sự ô uế thì không thể nhìn thấy Chúa được. Rồi cuối cùng đó là hòn nan dập. Đây là một cái điều mà Chúa dạy tôi, đó là người phục vụ Chúa cần phải có khả năng sinh sản trong tâm linh, chứ không nói về thực thể đâu quý mài cho em. Nếu mà một mục sư mà không có khả năng để kết quả cho Chúa thì người đó cũng không phải là một người Chúa chọn được. Cho nên ở đây tất cả mọi thứ đều nói về tâm linh chứ không nói về thuộc thể. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên tôi khích lệ quý mài cho em, những ai được Chúa gọi mà chúng ta thấy rằng là mình vẫn có những cái khiếm khuyết nào đó trên cơ thể của chúng ta, chúng ta đừng có vội buồn, chúng ta đừng có vội đánh giá thấp bản thân của chúng ta qua những cái câu kinh thánh này. Hãy nhớ rằng là Chúa ngài cần nhất đó là tấm lòng của chúng ta, tâm linh của chúng ta. Nếu nghe được tiếng phán của Chúa, nếu có thể tiếp cận được với Chúa thì hãy tiếp tục bước đi với ngài, và chắc chắn Chúa sẽ cho quý vị được kết quả trong ơn của Chúa.
Ở trong Ê-sai đoạn 42 câu 19 cho đến 20 lời của Chúa là nói thế này: ai là mù há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là mù như kẻ đã hòa thuận cùng ta? Ai là mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? Người thấy nhiều sự mà không giữ chi hết, người vẫn có lỗ tai ngõ mà không nghe chi hết. Đây lại là một cái điều khác mà tiên tri Ê-sai đã nghe Chúa nói rằng là có những người họ theo Chúa nhưng mà họ giống như mù, theo Chúa nhưng mà giống như điếc. Xin Chúa Ngài cho chúng ta được mở ra để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa nhiều hơn, chúng ta có thể thấy được những khải tượng, thấy được hướng đi, thấy được mục đích sống của đời sống của chúng ta. Khi mà tôi biết điều này trong những ngày đầu chức vụ thì tôi đã cầu nguyện với Chúa rất là nhiều và thường xuyên rằng Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho con được mở mắt ra để con được nhìn thấy Chúa. Con khao khát, con muốn được nhìn thấy Chúa một lần. Và cứ tôi nhớ rằng trong cái những năm đó, tôi cứ dậy sớm tôi cầu nguyện với Chúa. Thậm chí thức khuya 2-3 giờ sáng cũng cầu nguyện với Chúa. Và rất là khao khát để được mà kinh nghiệm Chúa đến gần với Chúa. Có một lần kia buổi sáng sớm 6 giờ tôi đang cầu nguyện. Thì tôi đang quỳ gối, tôi sắp mình xuống. Nhưng mà tôi mắt giống như tâm linh của mình nhìn thấy, giống như mình đang nhìn ở đằng sau lưng của mình và nhìn thấy có một người mặc áo trắng đứng ở đó. Tự nhiên cái xác thịt của tôi nổi gai ốc lên hết. Tôi run quá, Chúa ơi có phải là Chúa không? Thế là tôi quay, tôi dòm lại sao? Không thấy ai hết. Vợ tôi thì nằm ở trong đằng sau cái màn đó. Còn nguyên cái phòng nó trống quơ, không có ai hết. Tôi lại quỳ gối, tôi cầu nguyện tiếp. Tôi lại thấy, tức là thấy từ cái phần ngực của người này trở xuống thôi. Đó là một người nam mặc áo dài trắng. Và sau đó thì tôi hỏi Chúa là Chúa ơi có phải là Chúa không? Tôi cảm nhận ngay cái sự bình an của Chúa. Và sau đó tôi đứng dậy và tôi cảm thấy lòng của tôi rất là nhẹ nhàng, phơi phới. Bởi vì tôi biết rằng hôm đó tôi đã được gặp Chúa. Và Chúa nói với tôi rằng là ta luôn ở cùng với con, không bao giờ lìa con, không bỏ con đâu. Cảm ơn Chúa, đó là kinh nghiệm đầu tiên mà tôi được nhìn thấy ở trong tâm linh của mình sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mà sau này cũng một vài lần tôi nhìn thấy thiên sứ của Chúa. Tôi nhìn thấy Chúa ở trong hội thánh, nơi mà tôi phục vụ Chúa. Thưa quý bà chị em, Chúa có thật. Chúa không phải là một đấng gì đó mà chúng ta mình thờ phượng Chúa mà mình không biết là Ngài có mặt ở đó hay không. Và khi tôi cầu nguyện với Chúa thì Chúa Ngài luôn đáp lời cầu nguyện ở trong sự thương xót ban ơn của Ngài. Và tôi thường hay cầu nguyện trước khi mà tôi giảng, tôi đến một thánh nào đó lạ mà tôi chưa bao giờ tôi đến đó, tôi thường hay cầu nguyện lấy Chúa. Con không biết được cái nhu cầu dân sự của Chúa tại đó như thế nào hết. Con xin Chúa Ngài cho con có lời của Ngài và cũng như có sự mặc khải của Chúa cho nhu cầu dân sự của Chúa tại đó. Để khi con đến thì con đem ơn phước của Chúa Jesus Christ đến trên hội thánh đó. Cảm ơn Chúa, có nhiều khi tôi giảng nhưng mà tôi không biết rằng là cái lời đó dành cho cái người kia. Rồi có những khi đang cầu nguyện ở tại đó thì Chúa Ngài bày tỏ cho có một cái nhu cầu nào đó, có một ai đó trong hội thánh của Chúa cần được chữa lành. Người ta nói ô mục sư có ơn tiên tri, nhưng mà tôi nói không phải, tôi đâu phải tiên tri đâu, tôi đâu có ơn tiên tri đâu, Chúa tỏ cho tôi biết. Nhiều khi quý vị hỏi tôi mục sư ơi cái chuyện đó như thế nào đây, Chúa đâu có tỏ cho tôi đâu, tôi sao tôi dám trả lời. Nhưng mà có những khi Chúa hành động và tôi chỉ vâng theo và đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Thưa quý bà chị em, ở đây chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài mở mắt của chúng ta, mở lỗ tai của chúng ta để chúng ta có thể nghe và hiểu được công việc của Chúa, hiểu được sự hiện diện của Ngài tuyệt vời như thế nào cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta có thể rèn luyện được những giác quan tâm linh của chúng ta được trở nên nhạy bén và được hoạt động hiệu quả hơn. Cái điều đầu tiên đó, thưa quý bà chị em, chúng ta cần hãy làm đó là hãy khao khát. Nếu chúng ta không khao khát, Chúa sẽ không ban cho. Chúa Ngài nói rằng là Ngài sẽ rót nước trên những kẻ khác. Thưa quý bà chị em, cái sự khao khát của chúng ta sẽ quyết định cho đời sống tâm linh của chúng ta được lớn lên hay không. Và những ân tứ được phát triển hay không cũng là nhờ có sự khao khát của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu thứ 1, lời của Phao-lô nói rằng là hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng. Vậy thì khi chúng ta ước ao hay là chúng ta khao khát thì Chúa Ngài sẽ
ban cho. Tôi thấy ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa, nó phải nói rất là tiếc thưa quý mà cho em, đi xa một quãng đường rất là xa đến hội thánh của Chúa, nhưng mà không tập trung hết lòng của mình vào trong sự thờ phượng Chúa, không tập trung hết sức của mình vào trong việc nghe lời của Chúa, mà chúng ta lại dành thời gian cho cái điện thoại smartphone của chúng ta. Rồi chúng ta bận rộn với cái điện thoại của mình và chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội để chúng ta được nghe tiếng của Chúa, hoặc là chúng ta được Chúa nghe đụng chạm chúng ta trong thời giờ chúng ta thờ phượng Chúa. Ông mục sư Chung Ghi, ông đã nói như thế này với cái người thư ký văn phòng của ông á, đó là: tôi yêu cầu cô, khi mà tôi ở trong phòng của tôi cầu nguyện, thì cho dù rằng là có tổng thống Hàn Quốc gọi điện thoại để gặp tôi, thì cô cứ trả lời thẳng với tôi rằng là mục sư Chung Ghi đang tiếp chuyện vua của vua và chúa của chúa. Hãy gọi lại sao cho mục sư Chung Ghi sau khi mà mục sư Chung Ghi cầu nguyện với Chúa xong cái đã. Và cảm ơn Chúa rằng Chúa đã ban phước cho đời sống của mục sư Chung Ghi như vậy. Thưa quý mời cho em, khi chúng ta tôn trọng Chúa trên hết tất cả mọi điều, trên hết tất cả mọi người, Chúa Ngài sẽ chúc phước cho quý vị. Tôi khích lệ quý mời cho em hãy tắt điện thoại hoặc là để chế độ rung, để cho chúng ta thờ phượng Chúa xong xuôi hết cái đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ bước ra và chúng ta sẽ phục vụ những công việc xung quanh của chúng ta. Chúng ta sẽ được phước hơn. Amen. Đừng sao lãng quý mời cho em. Ở đây tôi không nói để cho quý vị hổ thẹn, nhưng mà đó là một cái trải nghiệm cá nhân của tôi. Có lần kia tôi đang cầu nguyện với Chúa, ô được đụng chạm tan vỡ, ngọt ngào quá. Tự nhiên điện thoại tôi rung. Thế là tôi quay qua tôi cầm điện thoại, alo, có gì không? Tôi đang cầu nguyện, lát gọi lại nha. Tôi trở lại tôi cầu nguyện một hồi, không còn thấy cái sự ngọt ngào nữa quý vị. Cái bầu không khí thuộc linh nó tan mất tiêu luôn. Cầu nguyện sao đó, nó khó để mà trở lại với cái cảm giác như khi nãy lắm. Và sau đó thì tôi rút ra một cái kinh nghiệm, đó là khi mà mình cầu nguyện mà được ngọt ngào, được dầm thấm đó, không bao giờ mình nghe điện thoại hết. Cho dù là có vợ hoặc là gia đình mà gọi đó, thì lát hồi 5-10 phút sau mình sẽ gọi lại, cũng được, không sao cả. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài cho quý vị và tôi chúng ta có một sự kiên trì và nhẫn nại để chúng ta theo đuổi Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta khao khát Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho quý vị. Chắc chắn Chúa sẽ không để cho quý vị cảm thấy bị thất vọng đâu. Khi quý vị khao khát, chắc chắn Chúa sẽ đến. Và Chúa không bao giờ chơi trò trốn tìm với chúng ta lâu cả. Nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta được nhìn thấy ngài, nhìn thấy ơn của Chúa bày tỏ ra trên đời sống của chúng ta. Điều thứ hai để chúng ta có thể kích hoạt được những cái giác quan thuộc linh của chúng ta, đó là chúng ta hãy kiêng ăn và cầu nguyện. Thưa quý mà chị em, khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện trong một khoảng thời gian, thì chúng ta sẽ được trở nên nhạy bén hơn ở trong những cái giác quan tâm linh của chúng ta. Chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa rõ hơn, chúng ta sẽ đọc lời Chúa mà tiếp thu và hiểu nhanh hơn. Và thậm chí là chúng ta có thể mạnh mẽ hơn trong tâm linh của mình để chúng ta có thể cầu nguyện chữa lành hoặc là giải cứu cho người khác. Và điều tiếp theo nữa chúng ta cần làm để cho giác quan tâm linh của chúng ta được trở nên nhạy bén, đó là chúng ta hãy cầu nguyện tiếng lạ thật nhiều vào. Chúng ta hãy cầu nguyện tiếng lạ. Phaolô nói rằng là tôi tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. Vậy thì Phaolô là một sứ đồ vĩ đại, ông đã viết ra rất là nhiều sách thư tín, và những sách của ông đã chiếm hơn phân nửa các sách Tân Ước. Và ông nói rằng là ông đã từng ở riêng với Chúa trong hoang mạc Arabi 14 năm, và ông đã học những cái điều đó trực tiếp từ nơi Chúa chứ không học từ nơi ai cả. Và ông nói rằng là ông cầu nguyện tiếng lạ rất là nhiều. Tôi tin rằng là trong khi ông cầu nguyện tiếng lạ thì những cái sự mặc khải và những sự bày tỏ của Chúa được đến với đời sống của sứ đồ Phaolô. Ông có những cái bức thư mà khi ông viết ra, ông không nghĩ rằng đó sẽ lại là kinh thánh Tân Ước sau này. Tôi khích lệ quý mài cho em hãy cầu nguyện tiếng lạ thật nhiều vào, trong chốn riêng tư, trong phòng riêng, hoặc là khi chúng ta nấu nướng, hoặc là khi chúng ta đi làm công việc của chúng ta, thậm chí lái xe, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện tiếng lạ. Nhưng mà vui lòng quý vị đừng có cầu nguyện tiếng lạ quá lớn khi lái xe, bởi vì có thể nó sẽ gây phiền cho người bên cạnh. Có đôi khi tôi cầu nguyện nó cũng khá lớn tiếng, làm cho cái người bên cạnh của tôi chồng không biết là ông này ông bị cái gì, ông nói cái gì. Nhưng mà cảm ơn Chúa là ngày hôm nay chúng ta có như vậy chăng nữa thì cũng không sao hết. Tại vì
Ngày hôm nay người ta dùng cái tai nghe Bluetooth nhiều á, khi họ ra đường họ nghe nhạc, thì thậm chí có những người họ đi họ nói chuyện qua cái Bluetooth đó. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện lớn tiếng cũng chẳng sao, nhiều khi người ta nghĩ rằng là mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó thôi. Và điều cuối cùng, để cho tâm linh của chúng ta được trở nên nhạy bén với Chúa, chúng ta hãy tránh việc để tấm lòng của mình bị tổn thương. Tổn thương đó là một trong những cái ngăn trở bậc nhất trong sự kết nối tâm linh của chúng ta với Chúa. Điều này khiến cho các đốc nhân không thể kinh nghiệm được sự biến đổi từ vinh quang đến vinh quang, không thể đi từ đức tin đến đức tin. Nhưng mà chúng ta chỉ trải nghiệm những cái sự mệt mỏi, chán nản, buồn phiền ở trong cuộc sống mà thôi. Cho nên quý mài chị em ơi, chúng ta đừng bao giờ chúng ta cho phép những cái sự tổn thương, những sự cay đắng nó cư trú ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì điều đó nó sẽ là một cánh cửa lớn mở ra cho ma quỷ, nó có thể nó đi vào trong đời sống của chúng ta và làm tổn hại chúng ta rất là nhiều. Ở trong hội thánh khu vực mà tôi đang quản nhiệm thì có một em thanh niên nọ rất là to con, khỏe mạnh. Và em này tin Chúa. Một ngày kia khi mà hai chị em, người em á, người thanh niên này là em tin Chúa, nhưng mà người chị thì lại không tin Chúa, và hai chị em tranh cãi vấn đề nhà cửa đất đai gì đó. Và tranh cãi xong, qua vài ngày sau, người chị bị tai biến và vào trong bệnh viện, chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh này. Và cái người em trai cũng vì tình nghĩa đến thăm chị của mình, đang ngồi chăm sóc cho chị của mình, vậy thình lình té ra và bị tai biến y chang chị mình luôn. Nhưng mà sau đó vài ngày thì do cái cơ thể của em trai này được phục hồi nhanh hơn chị của mình, bởi vì em này có chơi thể thao. Và khi mà em này về lại khu vực hội thánh mà tôi quản nhiệm, tôi gặp lại cái người thanh niên này và tôi hỏi rằng là em có buồn phiền ai không? Có cay đắng ai không? Em thanh niên nói rằng là dạ em có cay đắng chị của em. Và tôi hướng dẫn cho em này cầu nguyện tha thứ cho chị của mình. Và cảm ơn Chúa rằng là tấm lòng em được mở ra và em được Chúa chúc phước, khỏe mạnh trở lại. Và ngày hôm nay đã có thể đi đứng trở lại bình thường trong ơn của Chúa. Thưa quý mài chị em, chúng ta đừng để cho những sự cay đắng buồn bực nó làm cho chúng ta bị tổn hại. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn thứ 4, Phao-lô có nói về việc này như thế này, về việc mà ma quỷ nó có thể nhân dịp. Ê-phê-sô đoạn thứ 4, câu thứ 26 và 27. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy một điều rằng là khi chúng ta giận ai đó thì chúng ta đừng có phạm tội. Thứ hai nữa đó là đừng có căm giận cho đến khi mặt trời lặn, tức là giận trong một ngày thôi. Giận nhưng mà đừng có giận dai. Được không quý mà chị em? Xin Chúa ngài cho quý vị và tôi, chúng ta không phải là những người giận dai. Giận để cho biết rằng là tôi không hài lòng vì đó, tôi không đồng ý gì đó. Rồi nhân danh Chúa Jesus tôi tha thứ, tôi cất bỏ nó ra khỏi lòng của tôi. Và điều tiếp theo nữa đó là đừng cho ma quỷ nhân dịp. Quý mà chị em ơi, ma quỷ ngày hôm nay trong những ngày gần cuối này, nó biết rằng là thời giờ của nó chẳng còn bao lâu, cho nên nó giận hoảng mà đến cùng với chúng ta. Ngày hôm nay tôi nghe nhiều cái thông tin về người bị tai biến và đột quỵ, nó xảy ra rất là nhiều trong thế giới ngày hôm nay. Có thể bác sĩ nói là do thức ăn hoặc là do môi trường sống nó bị ô nhiễm như thế nào đó, cho nên là con người chúng ta ngày hôm nay bị nhiều bệnh. Tôi không tin như vậy hoàn toàn đâu. Nhưng mà tôi tin rằng là một phần là do ma quỷ nó nhân dịp đó quý vị. Nhân dịp tức là khi chúng ta chỉ hé hé cái cửa thôi là nó sọt cái chân nơi vô đó rồi. Và chúng ta muốn đóng cửa lại thì khó lắm. Quý vị ơi, xin Chúa ngài cho tôi và chúng ta luôn tỉnh thức để giữ gìn chính bản thân mình, nhất là cảm xúc của chúng ta. Đừng bao giờ tức giận và đừng bao giờ mở miệng nói rằng là có cái người đó là không có tôi. Chúng ta sống không đội trời chung với nhau. Quý vị ơi, xin hãy cầu nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể thật sự khiêm nhường và chúng ta hạ mình để làm theo đúng lời của Chúa. Chúng ta là những người yêu thương, là những người tha thứ, và chúng ta không để cho những sự tổn thương nó cứ cư trú mãi trong đời sống của chúng ta.
Nếu chúng ta được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ bỏ rơi chúng ta, hoặc là chúng ta không có cha, không có mẹ, nguyện xin Chúa Ngài đong đầy tình yêu của Chúa trong lòng của chúng ta, để chúng ta biết rằng mình, cho dù cha mẹ bỏ rơi chúng ta, nhưng mà Chúa Ngài vẫn tiếp nhận chúng ta. Và chúng ta không mang cái mặc cảm của một đứa con bị bỏ rơi. Chúng ta không mang mặc cảm của một người hận thù và cay đắng. Nhưng mà chúng ta sẽ luôn luôn là người sống yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh của chúng ta. Vì chỉ như vậy chúng ta sẽ thật sự được phước. Amen. Nếu ai đó bỏ rơi chúng ta, hãy tin rằng Chúa Ngài không bỏ rơi chúng ta. Người đó có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là người thân của chúng ta. Người càng thân yêu với chúng ta mà họ càng làm tổn thương chúng ta đó, cái tổn thương đó nó càng đau đớn quý ông bà chị em. Nhưng mà không có một ai đã từng trải qua những sự đau đớn giống như Chúa Giêsu đã từng trải qua tại thập giá đâu quý ông bà chị em. Chúa Ngài hiểu được tất cả mọi nỗi đau trong đời sống của chúng ta. Buổi sáng nay tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài mang tình yêu của Ngài đến rải khắp ở trong lòng quý vị. Những ai đang ngồi ở trong phòng nhóm này và cũng như những ai đang theo dõi chương trình này qua online, xin Chúa Ngài thăm viếng quý vị ngay tận nơi quý vị đang ngồi, ngay tận nơi nhà của quý vị đang thờ phượng Chúa. Bởi vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng quyền năng, Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Hãy để cho Chúa Ngài có thể thay đổi quý vị, để Chúa Ngài có thể mở mắt quý vị, để quý vị có thể nhìn thấy được sự vinh hiển của Chúa buổi sáng nay. Ngài đang tràn vào trong tấm lòng quý vị. Hãy mở lòng mình ra thưa quý mài cho em. Hãy mở lòng mình ra. Có thể hơi đau đó, giống như khi chúng ta mở vết thương của mình ra để cho bác sĩ có thể chăm sóc vết thương của chúng ta, nó hơi đau đó quý vị. Nhưng mà hãy cố gắng chịu đau. Có thể cảm xúc của chúng ta nó sẽ dâng trào đó, nhưng mà sau đó Chúa Ngài sẽ mang niềm vui của Ngài đến cho quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúc cho quý vị có một buổi sáng Chủ nhật thật là phước hạnh và đầy ơn của Chúa. Chúc cho quý vị nhìn thấy được những cái điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ đem đến ở trên công việc của quý vị, ở trên gia đình của quý vị. Tôi chúc cho quý vị trong danh Jesus Christ, con cái quý vị sẽ là những con người thành công, vĩ đại và đầy ơn Chúa sau này. Tôi chúc cho quý vị trong danh Jesus Christ, sức khỏe quý vị sẽ được gia tăng giữa cái kỳ đại dịch này, giữa cái lúc mà đại dịch nó đang lan tràn khắp nơi, mọi người đang hoang mang và sợ hãi, nhưng mà Chúa sẽ đi cùng với quý vị. Chúa sẽ gìn giữ quý vị. Quý vị sẽ không phải quá lo lắng sợ hãi đâu. Quý mài chị em ơi, muốn người sa ngã bên phải bên trái của chúng ta thì ôn dịch cũng không đến gần với trại của chúng ta. Amen. Chúc cho quý vị được có một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi đầy ơn Chúa và phước hạnh ở trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.